Xin chào các mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Bất động sản nhà tốt xin gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập thuộc ngõ 61 đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà xây dựng độc lập này, diện tích là 34,1m, hướng nhà là hướng Đông Nam, được thiết kế và xây dựng độc lập, mọi người nhớ nhé, đã đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Vị trí của ngôi nhà ngay cạnh khu đô thị Văn Khê, được hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của khu đô thị, gần với lại Hồ Vạn Phúc, gần với lại Học viện Chính trị, gần với lại trung tâm của quận Hà Đông, cách với lại trục đường Lê Văn Lương, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500m thôi mọi người nha. Vị trí của ngôi nhà rất là gần. Và cuối cùng giá bán thì vô cùng hợp lý với một cái căn nhà xây dựng độc lập, vị trí phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, giá chỉ 3,1 tỷ đồng, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Đây chính là phần chi tiết nhất của ngôi nhà mọi người ạ. Ngõ trước nhà là 3m, cách với lại trục đường ô tô đi lại chỉ rơi khoảng tầm 50m thôi. Ngọc Ánh đang đứng ở phía phần mặt tiền của ngôi nhà. Cửa chính là cửa cuốn mọi người nha. Đó. Đấy, mọi người có thể nhìn từ phía ở bên ngoài mặt tiền của ngôi nhà mà vào bên trong rất là sâu. Với cái diện tích của ngôi nhà là 34,1m trên sổ đỏ. Tuy nhiên, với cái ngôi nhà này mọi người có thể nhìn thấy luôn từ trên phía tầng 2, xây tầng 2, 3, 4, xây đua ra, nó rơi khoảng tầm phải tầm được 37m mọi người nha. Cụ thể, Ngọc Ánh đang đứng phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, hoàn thiện gần như là xong và hoàn chỉnh gần như là xong hết rồi. Về phần sơn, về trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện mọi người nha, rất là đầy đủ. Với cái căn nhà này thì chỉ thiếu một chút nữa ở cái phía phần bên trong, đó là phần tủ bếp, thì chủ nhà chưa lắp được, chỉ 1-2 hôm tới này là lắp xong. Nếu như mà chưa bán được, Ngọc Ánh sẽ lại quay lại gửi tới quý khách hàng nha. Với chủ yếu tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, phần gạch lát nền kích thước 60-60 cũng là màu trắng. Và phần trần thạch cao ở đây mọi người có thể nhìn thấy từ khoảng cách từ dưới phía mặt sàn lên trên tới trần rất là cao. Hệ thống đèn LED chiếu sáng, trang trí rất là bắt mắt. Đây chính là cái phần phòng khách đây mọi người ạ, rất là rộng nha. Đấy, rất là hài hòa với cái ngôi nhà này, thiết kế rất là hợp lý, vô cùng hợp lý. Nếu như mọi người theo dõi video từ vị trí của ngôi nhà đi ra tới trường mầm non, trường tiểu học với chợ dân sinh, nhà văn hóa rất là gần với lại trung tâm luôn mọi người ạ, đi lại rất là thuận tiện. Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào phía bên trong phòng bếp của ngôi nhà. Đây, như Ngọc Ánh vừa nói thì cái phần phòng bếp còn thiếu một chút nữa thôi, lắp nữa là xong, nó chỉ rơi vào khoảng tầm nửa ngày lắp là đã xong hết rồi. Bởi vậy cho nên là quý khách hàng mua về căn nhà này là có thể dọn đồ về và ở ngay. Hệ thống điện nước đã hoàn thiện xong rồi, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Đây, ở đây đã lắp đầy đủ về cái, đây mọi người có thể nhìn thấy có hệ thống nước rồi, có đầy đủ bồn chậu, vòi chậu rồi, thiếu một chút về tủ bếp nữa thôi. Với cái ngôi nhà này, đặc biệt của ngôi nhà này đó là có cái cửa bên về phía sau rất là thoáng mọi người ạ. Phía sau của ngôi nhà này đó là ngõ, cho nên là cái cửa sổ này mở ra là thoáng vĩnh viễn nha, thoáng hai mặt, mặt trước mặt sau đó. Đấy, mọi người nhìn thấy không, đứng ở phía phần phòng bếp mà đi ra tới phía phần phòng khách, đi ra tới phần cửa chính rất là sâu, chiều sâu của ngôi nhà này. Đấy, tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi chậu và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà đều thiết kế là ngũ lim. Mặt bậc cổ bậc được ốp đá đen trắng mọi người nha. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời mọi người lên tham quan tầng 2 của ngôi nhà. Với sổ đỏ là 34,1m và như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở phần đầu thì với ngôi nhà này trên phía tầng 2, 3, 4 được xây đua ra rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là chủ đầu tư thiết kế một tầng 2 phòng ngủ. Tầng 2 được thiết kế 2 phòng ngủ đây mà mọi người có thể nhìn thấy. Phòng ngủ thứ nhất đây, cửa sổ vô cùng thoáng hướng ra bên ngoài. Đó. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, phòng ngủ là chủ đầu tư không lát gạch, thay vào đó là làm sàn gỗ công nghiệp. Đấy.
màu cũng rất là đẹp, trang nhã. Màu này thì khá là trẻ trung mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Hệ thống trần thạch cao thiết kế theo kiểu giật cấp, và toàn bộ đèn led chiếu sáng trong ngôi nhà là đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Mọi người theo Ngọc Ánh sang phía phòng ngủ tầng 2. Đây mọi người có thể nhìn thấy hành lang đi này. Hành lang chủ đầu tư thiết kế đấy, có lát gạch trắng đen xen kẽ rất là đẹp. Đây là phía phòng ngủ tầng 2, phía thứ hai của ngôi nhà. Đây như mọi người nhìn thấy, phòng ngủ thứ hai rất là rộng, có ban công hướng ra phía bên đây mọi người ạ. Đây. Và ở đây quý khách hàng có thể nhìn giúp em này, trường mầm non Vạn Phúc gần như ngay bên cạnh. Đó, đây là trường mầm non Vạn Phúc mọi người nha. Chỉ có cách mấy bước chân là ra tới khu đô thị rồi, rất là thuận lợi. Tất cả các phòng đều được chủ đầu tư thiết kế tỉ mỉ về hệ thống trần thạch cao, đèn led, cũng như là đầy đủ về hệ thống ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Tầng 2, hai phòng ngủ đây, toàn bộ hệ thống cửa thông phòng mọi người nha. Tầng 2 này còn có một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh của tầng 2 đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc, cũng như là bồn cầu liền khối, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và tiếp theo xin mọi người lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với vị trí tầng 3 thiết kế giống với tầng 2 mọi người ạ, cũng gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì với cái căn nhà này như thế đây nên tới tầng 3 là đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người nha. Căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao ngay được. Đây, rất là thoáng mọi người ạ. Phòng có ban công, cửa sổ mở trước sau, rất thoáng. Đây. Ban công đây mọi người ơi, ui mở ra gió mát. Hút gió vào trong phòng này luôn. Phòng ngủ là toàn bộ được chủ đầu tư lát sàn gỗ. Sàn gỗ này cái màu của nó là màu óc chó cho nên mọi người ạ, rất là sáng. Nó không như một số màu mà nó hơi tối tối ấy, thì nhìn vào căn phòng nó tối. Tuy nhiên thì chủ đầu tư của ngôi nhà này dùng toàn bộ sơn màu trắng và cái màu sàn gỗ cũng rất là sáng. Cửa thông phòng đây. Nhà vệ sinh tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2. Đó, và đặc biệt là cái nhà vệ sinh này thì chủ đầu tư cũng khá là cầu kỳ, lắp bộ sen cây rất là đẹp mắt, đồng thời là gạch ốp lên trên tới tận trần mọi người ạ. Đấy, phòng ngủ tầng 3 đây. Mỗi cái căn phòng ngủ này diện tích khoảng tầm 9m2, cũng để mình sắp xếp đồ đạc hài hòa hợp lý được mọi người ạ. Đây chính là cái mặt ngõ phía sau đây mọi người, rất là thoáng nha. Và phần cuối cùng mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của cái ngôi nhà này được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một sân phơi và một khu vực để máy giặt. Thì bước lên trên phía tầng 4 đây mọi người có thể nhìn thấy ở giúp Ngọc Ánh ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang của ngôi nhà. Đây chính là phòng thờ. Riêng tầng 4 này thì chủ đầu tư không làm sàn gỗ mà thay thế vào đấy là gạch lát nền mọi người nha. Đó, rất là thoáng. Và trên tầng 4 thì không thiết kế trần thạch cao mà thay vào đó là trần thường thôi. Đây là khu vực để máy giặt. Đây ạ, đây chính là khu vực để máy giặt. Và phần cuối cùng là sân phơi của ngôi nhà. Với cái phần tầng 4 đây chính là phần sân phơi rất là rộng mọi người ơi, rất là thoáng. Đó, với cái căn nhà giá rất là hợp lý. Em sẽ nhắc lại một lần nữa về cái căn nhà này mọi người nha. Diện tích là 34,1m2 trên sổ đỏ, giá chào bán là 3 tỷ 1.
bao toàn bộ phí thuế sang tên có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vậy thì quý khách hàng nếu như mà có mong muốn tìm nhà khu vực Vạn Phúc này, có thể liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.